Sáng ngày 31 tháng 7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ 5 của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Tây Ninh có đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, đã cắt giảm đơn giản hóa 168 quy định kinh doanh tại 16 văn bản quy phạm pháp luật, Dịch vụ công trực tuyến có sự cải thiện rõ rệt với hơn 13,9 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ cổng dịch vụ công quốc gia, hơn 7,4 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến. Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính đã tổ chức hai phiên họp toàn thể, một cuộc họp của tổ trưởng tổ công tác với ba bộ, tám địa phương. Thành viên tổ công tác đã tham dự và đồng chủ trì hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp châu Âu. Tại hội nghị đã trao đổi, thảo luận 14 vấn đề vướng mắc dính và 5 khuyến nghị chung của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu. Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính tổ chức hai hội nghị về triển khai các hoạt động của hội đồng tư vấn và tập huấn một số kỹ năng nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động cho các thành viên trong tháng 3 và tháng 5 năm 2024. Đã báo cáo 81 phản ánh kiến nghị về khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách thủ tục hành chính, đã phản hồi 81 trên 81 vấn đề, đạt 100%.